Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Biết Đâu Được. Thì hôm nay mình là mèo của Biết Đâu Được đây. Thì hôm nay mình sẽ làm cho anh em kèo con Mít Pho Tôn. Thì hôm nay mình sẽ lên cho nó là cái cung phong linh là một này. Thương phục hận vô cực và súng hai tạc một món item đang khá là được nhiều người dùng và đam cực kỳ lỗi. Vô combat dễ win lắm. Thôi, nó kéo mày luôn đấy. Mấy thằng SB nó còn liều con tôi. Thiệt, SB nó còn liều con tôi. Băng tay là chung tàu là đây, ok chưa? Nói chung là hơi khổ. Nó bên cái gì nhờ, mình đang ở dưới đây, mình đang ngồi, mình cố mình giết người, mình không nhìn trên đó, mình đang cố giết người rồi. Nghe đồn tao cho về, nghe đồn mày không chết lắm, tao dí vô tới đây luôn. Không có thằng nào AD nào mà chơi được như tao đâu, thiệt. Thiệt tình luôn ấy. Nope. Mẹ rồi, xong. Get over here. Phew. Nó phải lát. Yeah. Nó phải lát vô kia. Ôi, bạn ơi đừng nghiện nữa nha, mình còn gì đâu. Có mơ con quẹt tàu, bạn ơi cứu mình với. Con Temo nó dí nhà mình, Temo nó dí mình nè. Đủ phòng. Cười xíu. Lên thôi. Con Temo này mày chết bạn. Thằng SB nó còn mạnh hơn cả tôi. Tôi vô bụi sao không thấy đường đúng không chơi. Trời, tôi không nhìn thấy luôn á, cái flash luôn á. Không, tôi không nghe rõ cái flash luôn á. Cái gì trời, gì cha, chơi game gì buồn không. Run, bitch! Run! Đó. Mày lên đó trời. No, I'm sorry. Này, tiếp luôn. Tiếp nói luôn, gia tài luôn. Hay, đẹp. Ít ra phải vậy. Có lời là được. Tính ra tôi 233 luôn, còn nguyên luôn. Không, thôi chờ đường mạng mấy ông. Chị bà mình tao không. Không bao giờ có mạng luôn, thiệt. Hey, chém nữa là ra đi. Hai bốn năm giờ tôi giết được một mạng nữa, 3-4 năm đó hợp lý thôi. Thiệt 3-4 năm thiệt, giờ ra đây giết một mạng nữa là 4-4 năm. Thiệt 4-4 năm thiệt, giết mạng nữa 5-5 năm, 4-5 năm. Ồ, liền thế nhờ. Chúc phúc làm tôi giết 20 mạng. Đặt được rồi. Bây giờ mà không chói được là nó chết mẹ tôi rồi. Thằng đó, ôi, bạn ơi, đừng có nghiện nữa. Ôi, đừng có nghiện nữa. Giết thôi, nhưng bệnh gì cử mấy này đó, cái viên cuối, Trời ơi, ngọt chưa? Khôn thì tôi đéo có ai thích. Gì đây? Làm gì đấy? Đồ mẹ. Cái đầu lên lết vô chứ. Tìm mô. Thank you.
Dám lắm, dám hồi 24 năm lắm. Nó hơi bị hơi đó. Đúng không? Nhưng chúng nó thì không thiên tài. Thô! Thấy cái súng hải tặc tôi chưa? Chơi gì luôn. Thấy tôi thấy tôi giống như là thấy chuối vậy. Chơi luôn, ông ngán nào vậy thường ấy. Đó, làm chậm mấy đứa bò. Ơ, đủ ổn lách. Ngon. Mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá. Ây ôi, nó căng. Ai ai mẹ coi nó dí tôi rồi, nó dí tôi rồi, nó không dí nào khác nữa. Giờ nó tóc biến nó xe thương thì từ đào quả nấm mới đào chứ. Quả này không về chắc không chơi được đâu. Window nè, window nè, window nè, window nè. Ôi ôi, em hùng ơi. Nó đi. Ờ, à, đéo nào lên. Đời là phù du. Giờ là phù mỏ luôn. Đấy, chơi vậy luôn á. Chứ cái gợ tôi giờ có dùng vô nhiều người được đâu. Bọn nó có thèm đánh đâu, nó toàn đi lẻ, nó bắt tôi. Ôi, đừng. Hay má nó chơi tôi chứ. Ôi sao con này ở đây nó vậy, ăn đường mạng gì luôn. Ủa nó lạng dưới đây hồi nào trời, khổ thân tôi thiệt, khổ thân tôi thiệt. Ai nó không khổ như thôi. Này này dưới này này dưới này này đẹp bạn ơi. Trời đẹp, tôi đánh đi chàng đánh giải hay luôn, chuẩn cái nó chết rồi nè. Team mình có bắt lần này coi chừng win này. Cơ bắp lần này tôi chỉ việc thả gờ thôi là ngon rồi. Dễ bòi, ổn không đây? Ôi game nó, trời ơi, SPS nó lọt, nó xuống kìa. Xin lỗi anh em nha, tại vì vấn đề game nó tới giây phút này với lại tôi mệt, tôi chỉnh match setting đó, nên đâm ra nó hơi giật. Có gì anh em thông cảm nha. Ok, thì anh em thấy hay cho mình xin một like nếu được một xu. Và có kèo gì hay thì cũng comment bên dưới, mình chắc chắn mình sẽ làm cho anh em. Thank you anh em. Hẹn anh em vào ngày mai nha. Bye bye. Bây giờ cũng 1-2 giờ tôi làm kèo quá trời.